Nghiên cứu dù ở tầm mức nào chỉ có giá trị khi nó được thực hiện một cách trung thực và phù hợp với các quy tắc đạo đức của xã hội. Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá một số khía cạnh của đạo đức nghiên cứu. Đạo đức nghiên cứu bao hàm rất nhiều vấn đề. Trong phạm vi chương trình này, chúng ta chỉ tập trung vào hai vấn đề chính về đạo đức trong nghiên cứu. Đó là sự trung thực của nhà nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến cách nhà nghiên cứu đối xử với người tham gia nghiên cứu. Nguyên tắc đầu tiên trong đạo đức nghiên cứu là nghiên cứu phải được thực hiện với sự trung thực. Nhà nghiên cứu có thể vi phạm quy tắc này khi thực hiện một trong ba hành vi sau: đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, hoặc xuyên tạc, hoặc ngụy tạo kết quả nghiên cứu. Trong ba lỗi trên, lỗi nghiêm trọng nhất về sự trung thực là đạo văn. Do vậy, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề này. Các bạn sở hữu một tài sản nào đó. Giả sử một người khác sử dụng tài sản của bạn mà không xin phép, hay lấy tài sản của bạn và nói rằng nó là của mình. Rõ ràng là người đó đã sai, và chẳng ai lại đồng tình với những hành động như vậy. Đối với ý tưởng thì sao? Một nguyên tắc phổ biến về tài sản trí tuệ là tất cả những gì các bạn đã công bố đều được coi là ý tưởng của bạn, tức là tài sản của bạn, trừ khi bạn dẫn nguồn và ghi tên người khác. Ý tưởng của bạn đã công bố thì được coi là tài sản của bạn, dù bạn không đăng ký sở hữu. Người khác muốn sử dụng thì đều phải ghi nhận đầy đủ về nguồn gốc ý tưởng đó. Vậy đạo văn trong nghiên cứu là gì? Đạo văn được định nghĩa là sử dụng nghiên cứu của người khác trong nghiên cứu của bạn mà không dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy tắc. Ở đây các bạn chú ý là sử dụng và có dẫn nguồn nhưng không đúng quy tắc cũng bị coi là đạo văn. Tái sử dụng nghiên cứu của mình cũng bị coi là đạo văn, hay còn gọi là tự đạo văn. Hậu quả của việc đạo văn là rất nghiêm trọng. Nếu một nghiên cứu bị phát hiện là đạo văn, thì trước tiên, nghiên cứu đó sẽ bị bác bỏ bất kể nội dung ra sao. Thứ hai, uy tín của tác giả sẽ không còn. Một khi uy tín không còn, người vi phạm thường bị sa thải và không còn chỗ đứng trong giới học thuật, bị phạt tiền hay thậm chí bị khởi tố. Đối với sinh viên, đạo văn sẽ đảm bảo sinh viên đó bị không điểm ngay lập tức, và tùy mức độ nghiêm trọng mà sinh viên có thể bị đình chỉ học có thời hạn, phạt tiền, đuổi học, thậm chí vướng vòng lao lý. Ví dụ, một số học sinh Trung Quốc đã ăn cắp công nghệ của các trường đại học ở Mỹ đã bị bắt, phạt tiền và đi tù. Ở phương Tây, các trường học sẽ ghi rõ hành vi đạo văn và học bạ. Các sinh viên bị đuổi học vì đạo văn thường bị đặt câu hỏi về tính trung thực và rất khó xin nhập học ở các trường khác, và cũng rất khó xin việc vì hồ sơ đã có vết đen. Vì hậu quả rất nặng nề như vậy, các bạn tuyệt đối không được xem thường vấn đề đạo văn. Các bạn có thể nghĩ rằng trên thế giới có hàng tỷ tài liệu, mình copy một tài liệu thì sẽ không ai biết. Điều này hoàn toàn không chính xác. Các bạn lưu ý rằng hành vi đạo văn sớm hay muộn đều sẽ bị phát hiện. Hiện tại có rất nhiều phần mềm chống đạo văn được các trường sử dụng. Bài luận hoặc bài báo của các bạn sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu trên Internet, và chỉ trong vòng vài phút thì hành động đạo văn sẽ bị phát hiện. Ngoài ra, cộng đồng học thuật trên khắp thế giới rất đông đảo. Những nhà nghiên cứu này vẫn hàng ngày thực hiện tìm kiếm và đọc các tài liệu để phục vụ công tác nghiên cứu, ví dụ như làm lược sử nghiên cứu. Hầu như chắc chắn rằng đạo văn sẽ bị phát hiện, dù tài liệu đó đã được xuất bản hàng chục năm trước, thuộc chủ đề rất hiếm người đọc và không có trên Internet. Cuối cùng, trong xã hội, có rất nhiều người vẫn hàng ngày đọc sách báo để mở mang kiến thức. Những sự tương đồng đáng nghi ngờ giữa các tài liệu cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Trong phần này, thầy sẽ trình bày một cái ví dụ về cái cách mà thầy có thể phát hiện đạo văn dùng phần mềm. Thì thầy copy một đoạn trong một cái chuyên đề tốt nghiệp của một bạn nào đấy. À, thầy lưu một file ha. Rồi bây giờ thầy nhờ máy kiểm tra nha. À, thầy bắt đầu thầy load cái file đó vào vào phần mềm.
Rồi, xong. Thì ở đây nó có một số các cái lựa tùy chọn. Một là mình check internet nè, hoặc là mình có cơ sở dữ liệu kết nối mình check vào trong cơ sở dữ liệu ha. Hoặc là mình không có kết nối cơ sở dữ liệu thì mình có thể check với một cái cơ sở dữ liệu của riêng mình, ví dụ một cái kho tư liệu nào đó mình có ha. Thì bây giờ thầy chọn cái kiểm tra ở trên internet ha. À, bây giờ máy nó chạy. Quá trình này nó hơi lâu một tí, thì các bạn đợi chút xíu nữa rồi chúng ta coi thử kết quả nó thế nào. Đấy, máy nó đang chạy nè các bạn. À, các bạn thấy cái màu đỏ đây có vẻ là có vấn đề nè. Đấy, hình quét đã xong. Các bạn đợi một tí nó đây, máy nó đã tạo ra bản báo cáo cho mình. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy cái tài liệu mà thầy đưa lên ha, tên là sample này các bạn ha. Thì tới 77% là đạo văn là trùng với một cái nguồn nào đó và tìm trên internet. 23% là trích dẫn, có đích dẫn các bạn ha. Và cái phần viết đó là 0%. Đây các bạn thấy máy nó tóm tắt cái kết quả này. Và ở đây máy nó chỉ rõ luôn phần nào copy ở đâu thì nó bôi hồng hồng ở đây và nó cho chúng ta cái nơi mà chúng ta copy. Như vậy qua cái ví dụ này các bạn thấy kiểm tra đạo văn nó thật là không khó đúng không ạ? Nếu dùng máy tính các bạn cứ copy ở trên internet các bạn dán vô bài thì chỉ cần vài phút là giáo viên sẽ phát hiện ra được nếu sử dụng cái phần mềm chống đạo văn này. Ví dụ về các trường hợp đạo văn ở nước ngoài cũng như trong nước được đăng tải rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và Internet. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các ví dụ này, cho nên thầy sẽ dành công việc này cho các bạn. Giả mạo số liệu thì khó nhận ra hơn, nên thầy sẽ trình bày cho các em một ví dụ. Trong hình trên là ba biểu đồ trong ba bài báo khác nhau trong ngành vật lý, được xuất bản trên tạp chí Nature. Chẳng khó khăn gì để các bạn, chưa nói đến các chuyên gia trong ngành nhận ra sự giống nhau giữa chúng. Khi ban biên tập tiến hành xác minh, tác giả không đưa ra được giải thích thỏa đáng cho sự giống nhau này, và kết quả là các bài báo đã bị gỡ bỏ. Không những thế, vi phạm này còn được đăng một cách công khai để cho mọi người cùng biết. Còn trên đây là một ví dụ về tự đạo văn. Hai bài báo của nhóm tác giả này thực chất chỉ là một bài. Họ đã thay tên và sửa nội dung một chút để đăng trên hai tạp chí khác nhau. Tuy nhiên, việc này đã không qua mắt được các nhà nghiên cứu trong ngành. Khi phát hiện sự việc, các nhà nghiên cứu đã gửi thư cho tổng biên tập các tạp chí trên để phản ánh. Kết quả là hai bài báo này đã bị gỡ bỏ, kèm thông báo công khai về lỗi vi phạm. Tránh lỗi đạo văn thực sự rất dễ dàng. Bạn chỉ cần thực hiện hai điều sau. Thứ nhất, trích dẫn đúng quy cách, và thứ hai, dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy định. Trước tiên, làm thế nào để trích dẫn cho đúng? Bạn có hai phương pháp trích dẫn. Thứ nhất là trích dẫn nguyên văn, và thứ hai là trích dẫn diễn giải. Trích dẫn nguyên văn là lặp lại chính xác lời văn của tác giả. Nếu các bạn trích dẫn nguyên văn một đoạn văn ít hơn 40 từ, bạn có thể ghi đoạn văn trích đó cùng với đoạn văn mình đang viết và lời trích dẫn đó phải được đặt trong ngoặc kép. Các bạn ghi nguồn trích dẫn như sau: tên tác giả hoặc tổ chức ấn hành, phẩy, năm ấn hành tài liệu, phẩy, p chấm, trang được trích dẫn. Nếu các bạn ghi nguồn bằng tiếng Việt thì các bạn có thể thay chữ p, tức là viết tắt của chữ page, bằng chữ tr, viết tắt của chữ trang. Nếu các bạn trích dẫn thể chủ động, các bạn ghi nguồn phía trước đoạn trích. Nếu các bạn trích dẫn bị động,
các bạn ghi nguồn phía sau đoạn trích. Sau đây là một ví dụ về trích dẫn nguyên văn, hành văn theo thể chủ động. Các bạn muốn trích dẫn nguyên văn cụm từ bất biến trong mọi tình huống ứng xử mà tác giả Nguyễn Văn A và Trần Thị B đã viết trong bài nghiên cứu của mình. Các bạn hành văn theo thể chủ động, tức là để hai tác giả này đứng làm chủ ngữ cho câu văn của mình. Các bạn sẽ ghi như sau: Nguyễn và Trần mở ngoặc 2014 phẩy tr chấm 151 đóng ngoặc lập luận rằng nguyên tắc A là mở ngoặc kép bất biến trong mọi tình huống ứng xử đóng ngoặc kép. Với cách hành văn thể bị động, các bạn sẽ không để tên tác giả ở vị trí làm chủ ngữ. Tiếp theo ví dụ trên, các bạn sẽ trích dẫn thể bị động như sau. Nguyên tắc A được xem là mở ngoặc kép bất biến trong mọi tình huống ứng xử đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, Nguyễn và Trần phẩy 2014 phẩy tr chấm 151 đóng ngoặc đơn. Ở đây các bạn lưu ý rằng quy tắc quốc tế người ta ghi họ của tác giả. Trong trường hợp trích dẫn nhiều hơn 40 từ, các bạn phải đặt thành một đoạn văn riêng thuộc vào một tab so với lề trái, tức là khoảng 1.27 cm, không dùng ngặt kép và để cách dòng đôi. Kết thúc trích dẫn thì các bạn ghi nguồn sau dấu chấm hết, gồm những thông tin sau: tên tác giả, năm xuất bản và trang trích dẫn. Ví dụ, thầy muốn trích dẫn nguyên văn một đoạn văn trong trang 29 của cuốn Đường vào nghiên cứu khoa học của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn và hành văn theo thể chủ động. Thầy sẽ ghi như sau: về cách đặt câu hỏi nghiên cứu, phải Nguyễn mở ngoặc 2015 phẩy tr chấm 29 đóng ngoặc nhận xét như sau 2 chấm xuống dòng thuộc vào một tab. Đối với các bạn sinh viên mới bước vào nghiên cứu khoa học, điều khó nhất là tìm một câu hỏi nghiên cứu mở ngoặc research question đóng ngoặc chấm từ câu hỏi nghiên cứu mới phát biểu ra giả thuyết và chọn mô hình cũng như phương pháp nghiên cứu thích hợp chấm. Các bạn lưu ý rằng khi chúng ta trích dẫn, chúng ta không ghi học hàm hay học vị của tác giả. Nếu hành văn theo thể bị động, thầy sẽ ghi như sau: có một thực tế là 2 chấm xuống dòng và thuộc vào một tab. Đối với các bạn sinh viên mới bước vào nghiên cứu khoa học, phải điều khó nhất là tìm một câu hỏi nghiên cứu mở ngoặc research question đóng ngoặc chấm từ câu hỏi nghiên cứu mới phát biểu ra giả thuyết và chọn mô hình cũng như phương pháp nghiên cứu thích hợp chấm mở ngoặc Nguyễn phẩy 2015 phẩy tr chấm 29 đóng ngoặc. Cách thứ hai để trích dẫn ý tưởng của người khác là trích dẫn diễn dịch. Theo cách này, các bạn không sao chép nguyên văn lời của tác giả mà diễn đạt lại ý của tác giả theo văn phong của mình. Khi diễn đạt lại ý tưởng của người khác theo văn phong của mình, các bạn không cần ghi số trang của trang trích dẫn. Ví dụ, thầy muốn trích dẫn diễn giải và hành văn theo thể chủ động, ý của hai tác giả Cohen và Lawton. Thầy sẽ ghi như sau: Cohen và Lawton mở ngoặc 2014 đóng ngoặc cho rằng chỉ đơn thuần kiến thức chuyên môn sẽ không thể giúp một người trở nên có năng lực chuyên môn. Nếu hành văn theo thể bị động, thầy sẽ ghi như sau: kiến thức chuyên môn đơn thuần sẽ không thể giúp một người trở nên có năng lực chuyên môn mở ngoặc Cohen và Lawton phẩy 2014 đóng ngoặc chấm. Khi trích dẫn tài liệu có nhiều hơn một tác giả, các bạn lưu ý một số quy tắc như sau. Nếu tài liệu có hai tác giả và bạn hành văn theo thể chủ động, bạn ghi tên cả hai tác giả nối với nhau bằng từ và hay từ and nếu viết bằng tiếng Anh. Ví dụ, Cohen và Lawton
mở ngoặc 2014, đóng ngoặc cho rằng nếu hành văn theo thể bị động, bạn ghi tên cả hai tác giả nối với nhau bằng ký hiệu và. Ví dụ, kiến thức chuyên môn đơn thuần sẽ không thể giúp một người trở nên có năng lực chuyên môn, mở ngoặc Cohen và Lawton phẩy 2014, đóng ngoặc chấm. Nếu có từ 3 đến 5 tác giả, bạn liệt kê tất cả các tác giả trong lần đầu trích dẫn. Từ lần trích dẫn thứ 2 trở đi, bạn ghi tên tác giả đầu tiên và theo sau đó là chữ CTG chấm hoặc chữ SL chấm nếu viết bằng tiếng Anh. Trong ví dụ này, các bạn thấy tài liệu trích dẫn có 4 tác giả. Trong lần đầu trích dẫn, thầy ghi tên cả 4 tác giả. Trong lần trích dẫn thứ 2, thầy chỉ ghi tên tác giả đầu tiên, theo sau bằng từ CTG chấm. Nếu tài liệu tham khảo có tác giả là một nhóm người, ví dụ như một tổ chức, một công ty hay một hiệp hội, bạn ghi tên đầy đủ của tổ chức đó trong lần trích dẫn đầu tiên. Trong lần trích dẫn thứ 2 trở đi, bạn có thể ghi tên viết tắt nếu có của tổ chức đó. Ví dụ, ý tưởng mà thầy muốn trích dẫn cùng xuất hiện trong hai tác phẩm. Thầy sẽ ghi nguồn theo thứ tự như sau. Tác phẩm thứ nhất là của Bates, Carr và Stuhl vì tên tác giả đầu tiên bắt đầu bằng chữ cái B. Tác phẩm thứ hai là của Ferreira và Villela vì tên tác giả đầu tiên bắt đầu bằng chữ cái F, đứng sau chữ cái B. Phân cách giữa hai nguồn trích dẫn là dấu chấm phẩy. Trong trường hợp bạn trích dẫn một ý tưởng nhưng không đọc tác phẩm gốc mà đọc lại từ trích dẫn của một tác giả khác, hay còn gọi là trích dẫn thứ cấp hay trích dẫn của trích dẫn, bạn ghi nguồn là tác phẩm nguyên gốc trước tiên, theo sau là cụm từ trích trong hay as cited in nếu viết bằng tiếng Anh, rồi sau đó ghi nguồn là tác phẩm mà bạn thực đọc. Trong ví dụ này, ý tưởng mà thầy muốn trích dẫn là của Gao, nhưng thầy không có điều kiện đọc tác phẩm của Gao mà lại biết được ý tưởng này khi đọc tác phẩm của Cohen và Lawton. Trong trường hợp này, thầy sẽ ghi nguồn trích dẫn là của Gao, là người đầu tiên đưa ra ý tưởng này. Sau đó, thầy ghi thêm cụm từ trích trong và ghi nguồn là tác phẩm mà thầy thực đọc là của Cohen và Lawton. Các bạn lưu ý là trong danh mục tài liệu tham khảo, chúng ta chỉ ghi tài liệu mà mình thực đọc, tức là thầy chỉ ghi nhận tài liệu của Cohen và Lawton mà thôi. Ngoài việc ghi nguồn trích dẫn trong bài viết, các bạn còn phải ghi nguồn trích dẫn trong phần tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết. Các bạn cần chú ý một số quy định sau. Thứ nhất, tất cả các tài liệu đã có dẫn nguồn trong phần bài viết thì phải được ghi nhận nguồn trích trong tài liệu tham khảo. Tài liệu được sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ tác giả. Nếu một tác giả có nhiều tài liệu tham khảo thì ta sắp xếp theo thứ tự cũ trước mới sau. Nếu tài liệu có nhiều tác giả, bạn dùng ký hiệu và thay vì chữ and hay chữ và khi ghi tên các tác giả. Các bạn phải viết hoa từ đầu tiên của tên tài liệu và những từ buộc phải viết hoa như tên riêng. Các bạn phải in nghiêng tên sách, tên tạp chí, tên tài liệu tham khảo. Có hai loại tài liệu tham khảo phổ biến mà thầy muốn các bạn phải nhớ quy tắc ghi nguồn trong phần tài liệu tham khảo. Đó là sách và bài báo khoa học. Với sách, các thông tin mà các bạn cần là: thứ nhất, tên tác giả; thứ hai, năm xuất bản; thứ ba, tên sách; thứ tư, lần tái bản nếu có;
Thứ năm, nơi xuất bản, và thứ sáu là tên nhà xuất bản. Trong ví dụ này, Ken là họ tác giả. Các bạn lưu ý rằng theo chuẩn APA 6, chúng ta sẽ ghi họ của tác giả. Chữ G.M. là tên được viết tắt của tác giả. Năm xuất bản là 1936, được để trong ngoặc. Kết thúc trường thông tin thứ nhất, ta dùng dấu chấm. Trường thông tin thứ hai là tên sách. Chúng ta viết chữ đầu tiên là chữ in hoa. Và tên sách chúng ta viết in nghiêng. Kết thúc trường thông tin thứ hai là dấu chấm. Trường thông tin thứ ba bao gồm nơi xuất bản là London và nhà xuất bản là Macmillan. Phân cách bằng dấu hai chấm. Kết thúc nguồn trích dẫn là dấu chấm. Các bạn phải lưu ý rằng chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc từng dấu chấm, từng dấu phẩy, chỗ viết hoa, chỗ in nghiêng, chỗ viết tắt. Với bài báo khoa học, các thông tin mà các bạn cần nhập bao gồm: thứ nhất, tên tác giả; thứ hai, năm xuất bản; thứ ba, tên bài báo; thứ tư, tên tạp chí; thứ năm, số; thứ sáu, tập; thứ bảy, trang đầu và trang cuối. Trong ví dụ với bài báo khoa học, bạn ghi nhận trường thông tin đầu tiên giống với sách. Trường thông tin thứ hai là tên bài báo, kết thúc bằng dấu chấm. Trường thông tin thứ ba là tên tạp chí, số và tập, để trong ngoặc đơn. Các trang đầu và trang cuối, tên tạp chí và số tập phải in nghiêng. Trang đầu và trang cuối thì không in nghiêng. Kết thúc dẫn nguồn là dấu chấm. Các bạn có thể tham khảo chi tiết về quy tắc trích dẫn và ghi nhận nguồn trích theo chuẩn APA 6 cho các loại tài liệu trong phần phụ lục về phương pháp trích dẫn và ghi nhận nguồn trích dẫn của thầy Tuấn biên soạn mà thầy để trong mục folder.